tình cảnh của một người Mỹ gốc Việt, ông Minh Trần, một hưu trí ở Gàn Râu, đang làm thêm nghề lái xe taxi ở khu vực quanh khu Little Sài Gòn. Ông đã chia sẻ về cuộc đời của mình. Tôi cứ nghĩ trong đầu rằng nếu mà tôi có tiền, tôi sẽ thuê giờ phát sóng để tôi được nói với tất cả đồng hương của mình trên đài radio rằng quý vị hãy tránh xa những trò đỏ đen cờ bạc. Những ai đã lỡ dính vô thì phải tìm mọi cách để mà thoát ra. Không bao giờ quý vị thắng được casino đâu, nên đừng cố mà gỡ lại, chỉ mà lãng phí tiền bạc và thời gian mà thôi. Tôi nói những lời này là lời chân thành rút ra từ chính cuộc đời tôi, từ kinh nghiệm xương máu của bản thân tôi, và đồng thời cũng là từ những cảnh đau lòng mà bản thân tôi đã chứng kiến. Rất nhiều người Việt chúng ta đã đốt sạch tiền tài, danh vọng và cả hạnh phúc gia đình, sự nghiệp bằng những lá bài ông bộc bạch như vậy. Từng là một sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa sau năm 75. Sau thời gian đi tù năm 81, ông được ra tù và ông từng nhiều lần tìm cách vượt biên nhưng đã không thành. Trải qua bao phen sóng gió, có khi cận kề cái chết đói khổ bần cùng, nhưng ông không hề sa ngã. Và đến khi được định cư Mỹ vào năm 1994, ông đã tự nhủ đây là cơ hội làm lại cuộc đời của mình. Và ông đã nguyện rằng là sẽ không bao giờ vướng phải những thứ như là cờ bạc, rượu chè và hút sách. Và quả đúng như vậy, khi sang Mỹ, ông đã chăm chỉ làm việc để nuôi dạy con cái, chăm lo gia đình. 20 năm sau đó, ngoài giờ làm hãng, ông còn tranh thủ kiếm thêm bằng vài cuốc taxi. Và đến nay con cái của ông cũng đã tốt nghiệp đại học thành tài. Cách đây vài năm, ông đã bị bệnh nên phải nghỉ hưu sớm. Và kể từ đó, ông coi nghề chạy taxi đó là nghề kiếm cơm chính của mình cũng như là gia đình của ông. Các con đã có việc làm, vợ ông cũng còn đi làm, nhà có nhiều nguồn thu nhập và không đến nỗi ông phải sống trong sự thiếu thốn chật vật. Nhưng vốn bản tính chăm chỉ, dù là đã có tuổi rồi, ông vẫn đăng báo kiếm khách đi taxi và đặng có thêm tiền tự trang trải cho cuộc sống cá nhân của mình. Sau gần 25 năm ở Mỹ, ông chưa bao giờ ham muốn những trò đỏ đen cờ bạc. Hơn 10 năm đi taxi, ông chở không biết bao nhiêu người đồng hương của mình lên sòng bạc, nhưng ông không bao giờ màng tới nó. Nhưng một lần vào casino để chờ một người khách chơi bài, ông cũng đánh thử một vài lần. Và chỉ lần duy nhất đó ông đã trở thành con nghiện cờ bạc lúc nào không hay. Nhấp một ngụm cà phê, người tài xế đã ngoài 70 tuổi với vẻ mặt hiền lành, phúc hậu. Ông nói rằng, nếu như trước đây 2 năm về trước, có lẽ tôi sẽ khác lắm, trông bề rạc rẽ rời và chán trường lắm. Còn bây giờ thì thực sự tôi đã lấy lại tinh thần, tâm hồn thanh thản nhẹ nhõm hơn, không tham luyến gì nữa. Và tôi đã trở lại là chính con người tôi như trước kia. Đến giờ mỗi khi nghĩ lại quãng thời gian đó, tôi lại thấy kinh hãi. Tôi cảm giác tôi không còn là mình nữa. Tôi gọi đó là một con quỷ, chính xác là một con quỷ. Nó đã chiếm hữu tôi, nó sai khiến tôi và thúc giục tôi làm đủ cách để có tiền, để tiếp tục ném vào trò đỏ đen. May rồi, ông chia sẻ thêm như vậy. Ông chia sẻ rằng lần đó có một bà khách gọi cho ông, yêu cầu chở bà đi sòng bài nào gần đây nhất. Bà ấy nói mới từ Việt Nam qua nên muốn đi casino tham quan. Tôi nhìn bà ấy bộ dạng lơ ngơ, ăn mặc thì có vẻ quê mùa, nên tôi hỏi bà ấy rằng, bà lên casino làm gì? Ở đấy có gì hay đâu mà đi? Thì bà ấy chống chế là tôi đi coi cho biết. Thế rồi tôi chở bà ấy tới một sòng bài cách bao xa chừng 20 phút. Thông thường thì chở khách tới nơi, nếu phải chờ tôi thường ra bãi xe hoặc là ngồi ở ngoài hiên, chứ tôi không vào bên trong. Nhưng lần này vì tôi nghĩ bà ấy còn lạ lẫm, nên tôi dẫn bà ấy vào bên trong sòng bài. Ngay khi mở cửa vô trong thì bà ấy ngồi xuống một cái bàn. Bà ấy đánh bài chứ không phải là đi coi cho biết như là bà ấy đã nói. Ông tiếp tục câu chuyện như vậy. Lần đó tôi không ngờ là bà ấy thắng. Bà vui vẻ tiếp cho tôi vài trăm đô la. Chỉ một chốc đã kiếm mấy trăm đô la, trong khi tôi chạy xe cả ngày chỉ kiếm được mấy chục đồng mà thôi. Tôi thoáng nghĩ như vậy, tôi mừng rỡ đem tiền về đưa cho vợ một phần, còn khoe với bà ấy là hôm nay được khách tiếp rất là hậu hĩnh. Ông kể tiếp, và đến ngày hôm sau bà ấy lại gọi cho tôi trở đi lên sòng bài tiếp. Bà ấy nói là tôi chơi thử đi, dễ lắm,
lòng tham lại nổi lên, tôi dùng số tiền bà ấy cho đang còn trong túi để thử vận may. Tôi không biết luật chơi như thế nào nên thấy người ta đặt tiền làm sao tôi làm theo y như vậy. Tôi thua ngay ván đầu tiên. Tôi đánh tiếp vài ván nữa mong gỡ gạc lại, nhưng tôi đã thua hết số tiền trong túi. Ông Minh kể thêm như vậy. Vắn tắt một chút câu chuyện của ông Minh chỉ là một trường hợp nghiện cờ bạc nhẹ. Thế nhưng đã ảnh hưởng tới cuộc sống của ông một cách thảm hại, đến mức nó có thể đẩy ông vào bế tắc và muốn tự vẫn. Thực tế đến sòng bài mới thấy nơi đó có hàng trăm người gốc Việt chúng ta vẫn ngày đêm bị con quỷ tham luyến tiền bạc sai khiến. Họ lao đầu vào như là con thiêu thân và không biết đường nào để mà thoát ra. Là một người lái taxi bao năm, ông Minh cho biết rằng trong số những hành khách kêu tôi đòi chở họ lên sòng bài, có những bà đã bán cả căn nhà của mình để mà đánh bạc. Có những cô có mấy cửa tiệm ở phố Bô Sa, sáng nào cũng đến tiệm lo mọi cách để có tiền, chiều tối lại gọi tôi chở đi sòng bài, đốt hết số tiền cô đã có. Có những ông vừa lãnh lương ra kêu tôi chở lên sòng bài, trong một tiếng đồng hồ bay luôn cả tháng lương. Rất nhiều người đã không còn một xu nào để trả tiền taxi cho tôi, và thậm chí còn có nhiều người năn nỉ mượn lại tiền tôi nữa. Thực sự mà nói, không ai muốn thông qua trải nghiệm thực tế một chút nào, nhưng qua đây xin chia sẻ và thông qua những cảnh khổ mà chính bản thân tôi đã gặp trong hành trình làm nghề lái xe taxi của mình, để cầu xin quý vị là hãy tránh xa cờ bạc, vé số, những trò may rủi đỏ đen và hết sức cảnh giác để không bị vô tình dẫm chân vào vũng lầy như tôi cũng đã từng đà như vậy. Tác giả nói rằng cú sốc của người Việt trên đất Mỹ thực sự là có những người rất tử tế. Và tác giả nói là tác giả biết rất nhiều du học sinh sống cùng host, có nghĩa là người bản địa, và được giúp đỡ rất tận tình. Và tác giả cũng thấy nhiều hành động đáng ngưỡng mộ quanh mình, như nhường đường, mở cửa hộ, chỉ dẫn tận tình khi được nhờ, nhưng đó mới chỉ là một mặt của xã hội Mỹ mà thôi. Đối với nhiều du học sinh Việt Nam đang học tập ở Mỹ, cuộc sống không hoàn toàn là màu hồng như bạn tưởng. Có không ít thứ khiến bạn stress, chán trường, thậm chí muốn bỏ về nước ngay lập tức. Người Mỹ tử tế, nhưng cái tử tế ấy là phép lịch sự của họ. Và sự tử tế ấy cũng chỉ giới hạn ở những hành động xã giao, chứ ít khi biết thành sự tốt bụng, thiện tâm, tức là giúp đỡ người khác trong những việc lớn hệ trọng. Ở Việt Nam, tác giả có một quan điểm so sánh. Tác giả nói rằng chúng ta có thể mượn xe gắn máy của bạn bè vi vu thoải mái, hay những lúc bí hỏi vay tiền bạn bè là chuyện thường ngày ở huyện. Ở Mỹ thì xe ô tô rẻ và phổ biến như xe máy ở Việt Nam, nhưng sẽ không có chuyện cho mượn tiền bạc cũng vậy. Tác giả nói một người bạn của tác giả do trục trặc tiền gửi về từ Việt Nam sang đã phải ăn mì tôm cầm hơi cả tuần vì không có ai để mượn tiền, mặc dù sống chung phòng với ba người khác nữa. Đương nhiên là tác giả không có ý nói bảo họ là xấu tính, vì chuyện này chỉ muốn so sánh để thấy rằng Việt Nam mình vẫn có những thứ đáng giá hơn Mỹ. Kính thưa quý vị, khi quý vị nghe đến đây, xin quý vị hãy kiên nhẫn và đừng phản ánh. Tác giả nói rằng người Mỹ yêu ghét rất rõ ràng, đã không thích là họ không thèm chơi, cũng không thèm trò chuyện cùng, trừ các trường hợp bất đắc dĩ như cùng làm bài tập nhóm, cùng tham gia một hoạt động gì đó bắt buộc phải nói chuyện với nhau. Rất nhiều du học sinh sống từ 2 đến 3 năm trời tại Mỹ vẫn chưa có nổi một người bạn thân người Mỹ. Ngay cả tác giả cũng vậy. Bạn học cùng lớp rất nhiều như bạn Mỹ bản địa, nhưng chỉ là quen, chỉ là bạn cùng lớp chứ không phải là người bạn bè đúng nghĩa. Bạn có cố bắt chuyện với họ thì họ vẫn trả lời, nhưng là trả lời kiểu xã giao chứ không phải là bạn bè đúng nghĩa, có thể chơi vui vẻ cùng nhau, chia sẻ mọi chuyện với nhau. Một mình sống ở đất khách quê người nhưng lại khó kiếm bạn thân để tâm sự, chia sẻ, nên ngoài giờ lên lớp thì một du học sinh như tác giả chỉ biết tiếp xúc với 4 bức tường và giam mình ở thư viện. Nếu bạn đi tìm làm thêm ở Mỹ, bạn sẽ hiểu cuộc sống ở đây khắc nghiệt như thế nào. Làm quần quật cũng chỉ đủ trả các hóa đơn, làm 8 tiếng là 8 tiếng không bớt 1 phút. Đương nhiên muốn có tiền thì ai cũng phải lao động cả, nhưng ý muốn nói ở đây đã là làm như cái máy nhưng lương cũng chỉ đủ sống chứ không giàu. Trong khi ở Việt Nam làm tà tà cũng đủ ăn, đủ tiêu, cuộc sống đỡ áp lực hơn rất nhiều.
Kính thưa quý vị, vừa rồi các quý vị có nghe một số chia sẻ của một tác giả đi du học tại Mỹ, nhìn vào cái quan điểm cá nhân về xã hội Mỹ. Sau đây là kênh xin chia sẻ một số cái tư tưởng và cái bài chia sẻ này. Thế thì tại sao ở Mỹ muốn vay tiền mượn xe nhau không phải dễ? Ở đời thực ra thì ít ai cho không ai cái gì. Nhận lòng tốt từ ai cũng phải biết trân trọng, chân thành, bởi cuộc sống sẽ khiến ai đó dễ bị sốc khi đời thực không như mình nghĩ hay cách hành xử của những người xung quanh với mình không như suy nghĩ định sẵn mà mình khoác vào cho ai đó, nên dễ thất vọng hay nhìn về hướng tiêu cực là điều khó tránh khỏi. Chẳng lẽ là cuộc sống này lại không còn những điều tốt đẹp sao? Nếu chỉ nhìn đời bằng đôi mắt tiêu cực, bi quan cũng như chủ quan trong quan điểm sống hay thói quen cũng như là đòi hỏi người khác phải làm điều này hay điều nọ theo lối suy nghĩ của mình thì chắc hẳn là cuộc đời sẽ là một màu đen xám xịt. Thực ra mỗi người là một cá thể và mỗi cá nhân đó xuất thân từ nét văn hóa gia đình khác nhau, tiếp thu nền giáo dục khác nhau và những điều kiện kinh tế, kiến thức cũng hoàn toàn khác nhau. Nhưng không thể phủ nhận một điều là tự bên trong mỗi cá nhân ai ai cũng có khía cạnh tốt của họ. Và cũng không có gì là ngạc nhiên khi mình gặp ai đó từ chối cho mượn một chiếc xe hay vài trăm USD khi mình túng thiếu. Dù rằng bối cảnh này xảy ra tại một quốc gia được xem là giàu, là phát triển hàng đầu thế giới như là Mỹ. Ở Mỹ, khi cho ai đó mượn một chiếc xe, nghĩa là chủ xe phải gắn liền trách nhiệm và thậm chí phải chịu trách nhiệm với chính người mình cho mượn xe. Chưa nói đến chiếc xe gắn liền với những trách nhiệm về bảo hiểm, về pháp lý nếu lỡ có chuyện xảy ra. Bên cạnh chiếc xe như là đôi chân, là phương tiện để kiếm sống qua ngày đối với những ai chỉ có chiếc xe là phương tiện chính di chuyển cho cá nhân và gia đình. Nói như vậy, tuy nhiên, cũng có những người sẵn sàng cho mượn phương tiện vì người cho mượn cảm thấy có thể giải quyết được những rắc rối nếu lỡ có chuyện xảy ra. Không thể so sánh cuộc sống ở Việt Nam với ở Mỹ được. Cụ thể là việc so sánh chuyện vay mượn xe, mượn tiền hay mượn bất cứ thứ gì. Mỗi nơi có nét văn hóa và điều kiện khác nhau. Nếu xét trường hợp cá nhân cụ thể thì càng khác biệt rõ hơn nữa. Không hẳn là Việt Nam bạn có thể mượn xe ai cũng được, vay tiền ai cũng cho. Cũng không hẳn là người thân nào đó cũng phải có trách nhiệm cho bạn mượn bất kỳ thứ gì khi bạn cảm thấy họ có khả năng cho bạn mượn. Thực chất, điều bạn cảm thấy về ai đó chưa hẳn đã đúng trong hoàn cảnh của họ. Dưới cách nhìn của bạn thì bạn cho rằng người đó hoàn toàn có khả năng cho mình mượn, tại sao lại không cho mình mượn? Người này thiệt keo kiệt hay mình có suy nghĩ không tốt cho người ta, trong khi đó mình lại không nghĩ rằng họ đang gặp khó khăn tài chính bên trong, cũng đang nợ nần ai đó hoặc là giả họ cảm thấy e dè hơn trong việc cho vay mượn, thậm chí là cho người thân mượn, vì chính bản thân họ cũng học được một bài học bị người thân lừa lọc hay là qua mặt trước đó. Thiết nghĩ, cuộc sống sẽ tốt đẹp khi biết nhìn ở góc độ tích cực hơn. Chỉ một vài trường hợp cá nhân để chụp mũ hoặc là gán mác không tốt cho bao người khác thì liệu có công bằng? Hãy nói có lên được nhân sinh quan của bản thân về cuộc sống cũng như mối tương quan với mọi người hay không? So sánh làm gì khi biết rằng mỗi người là một cá thể hoàn toàn không giống nhau, nhưng mỗi cá thể ấy vẫn luôn mang trong mình những giá trị tốt đẹp nào đó. Hãy khai thác để cuộc sống của bản thân mình được sống vui và cố gắng vượt khó thăng tiến hơn. Nếu biết điều gì trong cuộc sống chưa tốt theo cách nhìn của mình, thì hãy cố gắng tự mình với sự nỗ lực và cố gắng trong phạm vi khả năng của mình làm cho nó tốt hơn. Có vậy, cuộc sống sẽ bớt đi biết bao tiếng thở dài và cảm ràm than vãn. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.